Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay là Thắng sẽ giới thiệu cho các bạn một căn nhà nó có một cái diện tích rất là lớn, nằm trong ngay khu ẩm thực đường 20 Thước nha. Thì là bề ngang của căn nhà là ngang là 5m, ngang là 5m, dài là khoảng chừng là 6m hơn á, 6m4. Rồi nở hậu ra là 5m4 nha. Đó, nhà kết cấu là 2 lầu. Thì bây giờ là mình sẽ quay xung quanh bên trong cho mọi người coi. Đây là bên trong ngôi nhà, tại vì ở ngoài hàng xóm đang đứng nhiều quá cho nên mình không có quay ngoài được. Đó, đây cái xe của mình nè. Đây bên trong ngôi nhà rất là rộng nha mọi người, tại bề ngang là tới 5m đường mà. Đó, ở đây có một cái ống nước đây, thì cầu thang nằm ở cuối nhà và toilet nằm ở cuối nhà. Thì nhà cái bề dài nó không có dài lắm, nhưng mà được cái là bề ngang rất là to, bề ngang tính hơn 5m là quận 4 rất là hiếm nha. Thì bây giờ cho mọi người có tiếp, đây là cái toilet. Đây. Đó. Nhà rất là đẹp nha. Rồi thì bây giờ là đây là mình quay xung quanh cho mọi người coi. Thì bây giờ là mình đi tiếp lên trên lầu nha mọi người. Đây là cầu thang được ốp bằng đá. Đây nha, rất là chắc nha. Sorry mọi người, vì cái cây gimbal của mình nó bị gãy một tí rồi, cho nên là cầm bằng tay luôn, nên có lẽ nó hơi rung một xíu. Thì ở ngay lầu 1 á, là vô là thấy có một cái phòng rất là lớn. Đây, phòng rất là lớn nha. Và ở đây là toilet nè. Ở đây có một cái ban công nhỏ. Rồi bây giờ là đây là phòng của lầu 1 nha. Thì bây giờ mình sẽ đi tới lên phòng của lầu 2. Đây là phòng lầu 2 nè mọi người. Đó. Thì thiết kế của lầu 2 là sẽ khác lầu 1 tí xíu. Thì ở ngoài đây là có một cái phòng nhỏ riêng, nó không làm cái phòng lớn. Ở đây là một phòng nhỏ, nếu mà phân ra làm hai phòng vậy đó. Mà trong phòng này thì cũng có toilet luôn nha. Đây. Toilet của phòng. Bồn cầu thì đặt bên đây rồi. Đó. Ban công nè. Ở bên trong căn phòng nó là gì nè mọi người. Thì nãy giờ là mình đã đi tham quan hết một vòng của ngôi nhà rồi nha. Thì căn nhà này nó nằm ngay cái khu ẩm thực đường khu 20 Thước đó, là song song với đường khu ẩm thực Vĩnh Khánh đó. Thì buổi tối đó là bán đồ ăn rất nhiều. Thì diện tích của ngôi nhà là ngang 5m04, dài là khoảng chừng là 6m3, nở hậu là 5m4. Nhà là 2 lầu, có 2 phòng ngủ và 3 toilet. Giá đang chưa bán là 4,3 tỷ, vẫn còn thương lượng mọi người. Nhà mới rất là đẹp luôn. Nói chung là đầy đủ cả tiện ích xung quanh, ẩm thực, công viên, siêu thị hay bệnh viện, cái gì cũng có cả, ngân hàng đầy đủ hết luôn. Tiền nói chung là, nhưng mà giá này vẫn còn thương lượng. Đó, thì nếu mọi người muốn đi xem nhà trực tiếp á, mọi người liên hệ mình qua số 0902 590 787 nha. Rồi điện cho mình sẽ dẫn mọi người đi xem trực tiếp. Thôi thì chắc video mình xin phép kết thúc tại đây nha. Nếu như mọi người cảm thấy hay, cho mình xin một like, share và subscribe để mình có động lực mình review thêm nhiều căn nữa. Rồi, hẹn gặp mọi người ở những video sau. Bye bye mọi người.